mến, với một khung thời gian rất hạn chế thì các thầy cô của Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng không thể chuyển tải hết được tất cả những bài giảng sinh động đến với tất cả các em. Vì vậy, các thầy cô Cung Thiếu Nhi rất mong mỏi là các em sẽ thường xuyên theo dõi trên trang Facebook của Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng để cập nhật thật nhiều những bài giảng hay nhé. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến thăm lớp organ của cô Thu Hiền với bài học được mang tên Dona Dona. Xin mời tất cả các em. Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em luyện đàn bài Dona. Và các em hãy dùng sách phương pháp organ 1 ở trang 69. Các em dỡ ra chưa? Đây là trang 69, sách organ 1. Bây giờ trước khi vào luyện đàn thì cô sẽ đàn mẫu cho các em nghe qua một lần. Sau đây chúng ta cùng vào phân tích bài. Bài này được viết ở giọng re thứ. Ở đầu bài là có dấu dáng nằm trên đường kẻ thứ ba nơi ghi nốt si. Cho ta biết tất cả các nốt si trong suốt bài nhạc đều phải hạ xuống 1/2 cung, và nốt đó gọi là nốt si dáng. Và điều thứ hai các em lưu ý là bài này được kết ở nốt re, cho nên bài này được viết ở giọng re thứ. Và chúng ta bắt đầu vào phân tích từ ô nhịp thứ nhất cho đến ô nhịp thứ 8. Và cô chia bài Dona này làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất, từ ô nhịp thứ nhất cho đến ô nhịp thứ 8 kết ở nốt re. Và đoạn thứ hai là từ nốt do 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 cho đến ô nhịp thứ 15 là fa son la, lá son fa mi. Và đoạn thứ ba là đoạn còn lại, đó là mi 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 cho đến nốt re là kết thúc. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ ô nhịp thứ nhất đến ô nhịp thứ 8. Ở ô nhịp thứ nhất, các em lưu ý hình nốt đen và hình nốt móc đơn. Như vậy hình nốt đen thì cô sẽ ôn lại cho các em nghe về nhịp phách như thế nào. Đen là các em phải gõ như thế này nè. Đen, đen. Và hình nốt móc đơn là đơn, 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 đơn. Các em nắm được chưa? Và bây giờ cô sẽ đọc tên nốt và gõ nốt nhạc cho các em nghe qua một lần ở đoạn thứ nhất. Chúng ta cùng lắng nghe. La re mi fa son lặng, la re mi fa son lặng, la re si la son fa son la hai. La re mi fa son lặng, la re mi fa son lặng, la re si la son fa mi re. Các em nắm được chưa? Bây giờ chúng ta hai bạn cùng đọc lại theo cô. 2, 3. La re mi fa son lặng, la re mi fa son lặng, la re si la son fa son la hai. La re mi fa son lặng, la re mi fa son lặng, la re si la son fa mi re. Rồi bây giờ cô sẽ đàn mẫu qua một lần ở đoạn nhạc này. Các em chú ý lắng nghe. Lặng. Hai. La re mi fa son lặng, la re mi fa son lặng, la re si la son fa mi re. Rồi các em nắm được chưa?
Bây giờ cô mời bạn Nhật đàn lại cái đoạn thứ nhất cho cô xem ạ. Mà bạn Nhật là hơi bị vội nhịp một tí, được chưa? Và bạn Nhật chuyển tiếng qua tiếng guitar cho cô. Bây giờ cô mời bạn Như đàn lại tay phải. Các em phải lưng ngồi thẳng và chân đập nhịp, tay phải để cong tròn trên phím đàn, nhớ chưa? Và mình phải đọc theo tay nốt để cho nó nhớ bài. Và bây giờ tiếp theo chúng ta tập tiếp ô nhịp thứ 9 đến ô nhịp thứ 15. Ở ô nhịp thứ 9 và ô nhịp thứ 10, các em sẽ làm quen với hình nút móc đơn và dấu chấm cạnh nốt đan. Bây giờ cô sẽ gõ tiết tấu mẫu cho các em nghe qua hai lần ô nhịp này. Lặng. Chấm. Đó. Các em nắm được chưa? Cô gõ lại. Lặng. Đơn đơn đan chấm đơn đan đan trắng hai. Tiếp theo ô nhịp thứ 11 đến ô nhịp thứ 13. Son 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 do si la. Do 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 si la son fa. Đó. Bây giờ cô sẽ đàn lại từ ô nhịp thứ 9 đến ô nhịp thứ 15. Các em chú ý lắng nghe và đọc theo tiết tấu cho cô. Son 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 do si la 2 3 4 lặng. Do 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 si la son fa fa son la. Các em nắm được tiết tấu chưa? Bây giờ cô mời bạn Nhật đàn lại. Dạ, bây giờ cô mời bạn Như đàn lại. Xí dáng em. Ta sẽ bắt đầu tiếp theo là ô nhịp thứ 16 cho đến ô nhịp thứ 24 đến hết bài. Bây giờ các em chú ý lắng nghe cô đập nhịp. Re mi fa mi 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 son son fa son la hai ba son 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 do do si la hai ba bốn mi 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 son son fa son la hai ba la mi fa son fa mi re. Rồi bây giờ các em cùng đàn theo cô. Bây giờ cô đàn trước đi nha. Re mi fa mi 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 son son fa son la hai ba son 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 do do si la hai ba bốn mi 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 son son fa son la hai ba la mi fa son fa mi re. Sau khi cô đã hoàn thành xong phần tiết tấu hình tên hình nốt và đọc tên nốt cho các em, bây giờ cô mời một bạn đàn lại từ đầu bài đến cuối bài cho cô tay phải. Cô mời bạn Nhật. Thank you.
Và tiếp theo là chúng ta sẽ tập vào phần hợp âm. Ở phần hợp âm này, các em chú ý là bài này được viết ở giọng re thứ, cho nên được chia làm 3 hợp âm chính. Đó là hợp âm re thứ, hợp âm son thứ và hợp âm la bảy. Ở hợp âm re thứ được tạo bởi 3 nốt là La, Re, Phá. La, Re, Phá. Và ở hợp âm son thứ, các em được tạo bởi 3 nốt Son, Si, Re. Ở hợp âm la bảy được tạo bởi 3 nốt Sòn, La, Đô, Thăng. Em đã nắm được chưa? Như vậy bài này được viết ở giọng gì? Nhắc lại cho cô nghe. Giỏi. Và được chia làm mấy hợp âm chính? Đó là hợp âm re thứ, hợp âm son thứ và hợp âm la bảy. Được chưa? Ngoài ra còn có 3 hợp âm phụ, đó là hợp âm si giáng trưởng, hợp âm đô bảy và hợp âm pha trưởng. Khi các em đàn tay trái vào đàn đánh hợp âm thì chúng ta phải chú ý đặt ngón tay cho hợp lý, không được di chuyển bàn tay quá nhiều. Và bây giờ cô sẽ ghép hai tay vào tay trái và tay phải không nhạc. Quá trình mà ghép hai tay đánh hợp âm thì các em chú ý là tay phải đàn nốt nhạc nào, tay trái cũng phải đàn theo các hợp âm nằm trên cái nốt nhạc đó. Cô ví dụ nốt lá, đàn nốt lá thì tay trái các em đàn nốt hợp âm re. Và khi tay phải các em đàn mi fa son thì tay trái các em đàn gì? Hóa hợp âm lá, la bảy, được chưa? Cô đàn mẫu qua một hàng thứ nhất. La, re, mi fa son, lặng. Khi dấu lặng là các em dừng tay phải lại và tay trái các em nhấn hợp âm re thứ xuống. Cô đàn lại. La, re, mi, fa, son, lặng. La, re, mi, fa, son, lặng. La, re, si, la, son, fa, son, la, hai. La, re, mi, fa, son, lặng. La, re, mi, fa, son, lặng. La, re, si, la, son, fa, mi, re, hai, lặng. Cô nhắc cho các em sau, trước khi mình đánh đàn là tay, bằng tay phải của mình là phải đặt cho đúng vị trí. Và thứ hai nữa là chân đập nhịp và lưng thẳng. Nhớ chưa? Bây giờ cô mời bạn Nhật đàn lại hai tay bài này. Không nhỉ? Bạn Thái Nhật đàn thì cô có góp ý
là em chú ý dấu lặng. Khi mà dấu lặng tay phải là em phải dừng lại, và tay trái em nhấn hợp âm re thứ xuống, nhớ nha. Và nhịp phách của em cũng phải cho đều nhịp vào. Và quá trình đàn là các em chú ý chỉnh volume cho nó vừa phải. Và bây giờ cô sẽ chọn phần điệu nhạc. Trước khi vào đàn với nhạc thì mình sẽ chọn điệu nhạc cho phù hợp với bài. Bởi vì bài này được viết ở giọng re thứ, mà khi nói đến điệu thứ thì chúng ta phải nói đến là sự nhẹ nhàng, dịu dàng, êm ái, đúng chưa? Và vừa phải, cho nên chúng ta phải chọn giai điệu vừa phải. Bây giờ cô chọn điệu 8 beat box. Các em chọn điệu 8 beat box cho cô. Và tiếng guitar. Bởi vì mỗi cây đàn có những chức năng khác nhau, cho nên trên mỗi cây đàn của các em ở đây hoặc là ở nhà thì chúng ta sẽ có cái điều chỉnh về số khác nhau, nên các em phải lưu ý ở phần này. Và bây giờ cô sẽ ghép vào nhạc cho các em nghe qua một lần. Như vậy là qua bài này các em nắm được những điều gì? Cô mời bạn Thái Nhật nói lên những điều cần chú ý trong bài này. Điều thứ nhất về hình nốt là các em phải nắm hình nốt gì? Và hình nốt gì nữa? Hình nốt trắng, đúng không? Hình nốt trắng ở ô nhịp thứ 4 và hình nốt tròn ở ô nhịp thứ mấy? Thứ 12, được chưa? Và tiếp theo có những dấu lặng nào? Cô mời Quỳnh Như, có dấu lặng nào? Cô là dấu lặng đen. Dấu lặng chi? Dấu lặng đen, được chưa? Như vậy dấu lặng đen này các em nghĩ mấy phách? Nghĩ mấy phách? Một phách, được chưa? Khi nói đến là dấu lặng đen là các em dừng lại một phách và tay phải không đàn xuống. Và điều lưu ý thứ hai là các em chú ý ở điệu thứ thì các em phải nhớ điệu re thứ gồm có ba hợp âm chính, là ba hợp âm nào? Ba hợp âm nào? Bậc một là gì? Bậc một là gì? Hợp âm gì? Re, đọc to lên. Bậc một hợp âm re. Bậc bốn là hợp âm son. Và bậc 5 là hợp âm lá. Đúng rồi. Và ngoài ra, ngoài ba hợp âm chính này, các em còn có những hợp âm phụ, đó là hợp âm si, si giáng trưởng, hợp âm pha, pha gì? Pha trưởng. Và hợp âm đô. Đúng rồi, đô 7, nhớ chưa? Như vậy trong bài này các em chú ý gồm có tất cả 6 hợp âm, ba hợp âm chính, đó là hợp âm re thứ là hợp âm chủ đạo của bài, đó là giọng thứ. Như vậy giọng thứ gồm có 3 hợp âm chính là re thứ, son thứ và la 7, 1, 4, 5. Và ngoài ra còn có những hợp âm phụ, đó là hợp âm si giáng trưởng, pha trưởng và đô 7. Rồi cô mời bạn Thái Nhật đàn đoạn thứ 2 từ ô nhịp thứ 9 cho đến ô nhịp thứ 15. Thank you.
Bây giờ cô muốn các em đàn nhưng mà phải đọc tay nốt lên luôn. Bây giờ cô mời bạn Nhật đàn tiếp ô nhịp thứ 16 cho đến hết bài. Đọc to lên. To lên nha. Do do si la hai ba bốn. Mi 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 son son fa son la hai ba. Rồi các em nhớ chưa? Và trước khi kết thúc tiết học, cô mong các em về nhà ôn bài và tập bài thật là kỹ. Các em chú ý những điều hôm nay cô đã dạy về những hình nốt, về hợp âm có trong bài. Và hẹn gặp lại các em vào tuần sau.